Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Đức Thắng anh nè. Cái này hàng chắc chiều mới về thêm mớ ngách đầu bò nè. Bây chiều nay em quay mấy dầu rồi em chưa có kịp đăng lên cũng như cho cô chú anh em mình tham khảo ha. Cái đầu bò này em đặt một cái đơn vị khác nữa cô chú. Đặt một cái đơn vị khác nữa. Để thứ nhất là mình có nhiều cái nguồn cung để cho không có bị hụt hàng. Với cái thứ hai là những cái điểm bán hàng nào có uy tín, có chất lượng, giá cả hợp lý thì sẽ mình gắn kết mình làm ăn lâu dài. Thì cái mẫu này là một cái cơ sở mới. Thì em quay chi tiết cho cô chú anh em mình tham khảo luôn ha. Chắc này em phải xách vô quá. Em xách vô một cái này. Còn này số lượng nó mấy chục cái rồi cô chú ơi. Còn để mày mưa cho đem vô nè. Cái này là một cái đơn vị cung cấp khác. Còn chú hôm nay em có về được 20 cái đầu cỏ MG25 này nè. 20 cái. Cô chú nào có quan tâm bên cái Honda GX25 cái này à, chắc em hẹn cô chú ngày mai ha. Ngày mai chắc có mấy lên sóng cùng cô chú được. Trong nhà còn nhóc luôn cô chú ơi. Trong nhà còn nhóc đầu bò. Bây giờ cái đang vô mùa. Cũng như em được sự ủng hộ của như anh em cũng như cô chú rất là nhiều. Em rất là mừng luôn á. Cái người buôn bán giống như tụi em thì chắc em nghĩ chắc những chú khác cũng vậy. Ai mà được khách hàng mà mua nhiều thì ai mà không thích. Thì để em giới thiệu sơ lược về cái mẫu mới chỗ cái đơn vị này không có chú. Thì cái chỗ mới này em thấy làm thì thứ nhất về cái phần mối hàng nè, em thấy người ta hàng chắc chắn lắm nè. Với cái thứ hai là cái miếng này người ta uống nè, nó dày hơn cái chỗ trước nè. Để quay một cái vô chỗ trước cho cô chú mình nhìn ha. Nè, cô chú nhìn nè. Với hai cái này là nó dày hơn nè. Em xách lại đây cho cô chú mình dễ nhìn. Mỗi một chỗ nó có một cái ưu điểm khác nhau. Nè, cái này cô chú nhìn cái này ha. Và cái này. Đó, cô chú nhìn thấy nó dày hơn rõ ràng luôn. Với cái này thì người ta dập một sóng mà. Ba chỗ không có chỗ nào giống chỗ nào vậy. Đây dập một sóng. Dập một sóng chỗ này. Còn bên đây á thì người ta không có dập. Không dập, và một chỗ dập hai sóng. Cái này là cô chú dễ lựa chọn lắm nè. Cái này bây giờ em có bán ba cái nguồn và ba giá khác nhau. Nhưng cái này thì người ta có cái niền. Cái này thì cổ dê thì bằng mũ. Còn cái chỗ mà mình, cái chỗ mà em nói là mắc nhất á, cái chỗ làm chất lượng nhất á thì người ta dập hai cái niền. Dập hai cái niền với cái này người ta bóp thêm cái miếng inox nữa. Còn này dập một niền. Miếng này bằng mũ cho thường. Thì cái giá nó để cho anh em mình dễ lựa chọn ha. Mà em chỉ đang lấy có hai mẫu thôi. Là 24, 28 với 28, 32 là bên chỗ đơn vị mới vậy nè. Mà giá nó không có chênh lệch nhiêu cô chú ơi. Ví dụ như 24, 28 đối với cái dòng thường mà hôm nay em đang bán dưới đây nè. À, cô chú mẫu 24, 28 mình lấy ra hai cái, cô chú mình dễ nhìn luôn nè. Thường thường nhìn cho ít ít 70, 80 rồi cô chú xài này là hợp lý. Hai cái vỏ thì cũng đều là chỗ mung làm nha cô chú. Này mỏng hơn cô chú thấy rõ ràng không? Này dày hơn nè. Này mỏng hơn nè. Cái này không dập sóng, cái này dập sóng. Cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 500 ngàn bao ship. 2 tấc 4, 2 tấc 8 chạy giá 70, 80. Là 500 ngàn bao ship. Mẫu này dày hơn này, dày hơn này. Thêm cái đèn này. Dập một sóng mắc hơn 50 ngàn.
là 550 em bao ship. Cô chú nhớ lưu ý hàng 2 tấc 4 2 tấc 8, hình cho F5 rồi đó. Cô chú chạy này nó vừa. Còn cái loại mà tốt bữa hôm nói cô chú á, là cái này nó dày, cái đèn bằng inox, điểm này nhập 2 sóng, từ chỗ đó mắc hơn 100. Thì cô chú cứ theo cái đó mà cô chú tính giùm em ha. Tức là cái mẫu 24 28 em có 3 giá: 500, 550, 600 ngàn. Đó, cô chú muốn xài cái nào cô chú cứ alo em. Còn mấy kia giá cũ vẫn không thay đổi cô chú. 1 tấc 8 2 tấc 2 2 tấc 2 tấc 4 2 2 2 6, đều là 380. Còn riêng đối với máy dầu 2 2 2 6 thì nó là 390. Còn mấy kia em xin báo giá lại một lần nữa cho cô chú mình nha. Con số cô chú mới xem thì không có nhớ giá này. 2 4 2 8 là 500, mà hiện tại em có thêm mẫu mới là 550. Còn có mẫu dập 2 sóng như có niền là 600. Còn 2 tấc 6 và 3 tấc là dành cho cái D10 không thôi, là SS10 không thôi, là mình dành cho cái máy nào nó bự bự á, là nó 601 với loại 701. Rồi 2 tấc 8 và 3 tấc 2 là 750. Rồi 3 tấc 3 tấc 4 là 950. Rồi một loại bự nhất trà bá bên đây nè, ống này nè, ống này em chui vô lọt đót trong luôn, là 3 4 3 8 là 1 triệu 350 con cô chú. Giá không thay đổi ngàn nào hết. Cô chú nào có nhu cầu sử dụng bơm nước trong mùa mưa này ha, đặc biệt hổm gài là những cái đầu bò này là rất nhiều cô chú dụng luôn nè. Như giấc này là tụi em bắt đầu đóng hàng rất nhiều được mớ nè. Cái này em có mấy mới về, mấy cái đầu máy Maru 23 5G của Malu Honda nè. Có về rất nhiều. Là mình đóng ngồi nè, rồi sáng mình đóng tiếp tục. Rồi cô chú nào mà chưa có mua hoặc là chưa có gành về giá những cái đầu bò này hen, thì cứ alo trực tiếp giùm em. Còn cái giá thành nữa thì em có báo cô chú mình ha. Cô chú nào không nhớ thì cứ việc alo em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú. Em cảm ơn em cũng như cô chú rất là nhiều. Chào cô chú.